vâng, chào đón quý vị khán giả và các em cùng đến với chương trình Ước mơ của em, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty MCV đồng sản xuất. Và ngày hôm nay, trước khi bắt đầu chúng ta cùng đến với ước mơ mà chị Mai Phương đã lựa chọn, thì chị Mai Phương muốn hỏi nhỏ các em nè, không biết là các bạn nhỏ của chương trình có sợ lửa không ta? Riêng chị Mai Phương thì hồi nhỏ chị Phương sợ lửa lắm, nhưng mà ngày hôm nay thì rất đặc biệt là bởi vì có một người bạn nhỏ viết thư về chia sẻ với chị Mai Phương rằng là bạn ấy rất là sợ lửa, nhưng mà bạn ấy không có nhát như chị đâu, mà bạn ấy có ước muốn tương lai được trở thành một người lính cứu hỏa để giúp đỡ cho mọi người. Các em thấy ước mơ này có dễ thương không? Rất dễ thương đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy liên lạc với hiệp sĩ giúp đỡ cho bạn ấy đã. Xin chào hiệp sĩ. Alo, hiệp sĩ Mai nghe Mai Phương ơi. Hiệp sĩ, cho Mai Phương hỏi là hiệp sĩ có sợ lửa không? Không, hiệp sĩ là con trai mà, hiệp sĩ đâu có sợ lửa đâu. Vậy thì được rồi, vậy thì bây giờ á, nhiệm vụ lần này rất là hợp với hiệp sĩ nè. Hiệp sĩ hãy đến địa chỉ nhà bé Quang Huy ở đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, giúp đỡ cho bé ấy thực hiện ước mơ của mình nha. Được rồi. Ủa mà, Mai Phương ơi, nhiệm vụ là gì vậy? Thì ước mơ của bé là gì vậy? Ước mơ của bạn ấy là muốn trở thành một người lính cứu hỏa. Lính cứu hỏa. Nhiệm vụ lần này có vẻ thú vị đây. Rồi, hiệp sĩ sẽ lên đường đây. Chào Mai Phương nha. Địa chỉ 122, 122 đi rồi. Chị em hỏi phải nhà bé Quang Huy không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, chị em gặp bé Huy. Dạ. Huy phải không con? Dạ. Chào chú. Chào con. Chú là hiệp sĩ từ chương trình Ước mơ của em. Dạ, ước mơ của con là làm lính cứu hỏa. Làm lính cứu hỏa. Tại sao con lại muốn làm lính cứu hỏa? Tại con muốn cứu người. Với lại con coi trên phim thấy mấy chú lính cứu hỏa oai lắm. Làm lính cứu hỏa là phải khỏe mạnh. Có khỏe mạnh không? Gồng lên chú coi, có cơ bắp không? Không. Hay quá trời ơi, toàn mỡ không. Có sợ lửa không? Hơi. Ủa, lính cứu hỏa sợ lửa sao làm lính cứu hỏa được? Thì chưa có tiếp xúc với lửa lần nào mà. Làm lính cứu hỏa là con phải có tính kỷ luật mới thành được lính cứu hỏa. Đúng 6 giờ ngày mai con đứng nghiêm trước cửa đợi chú. Chú sẽ tới luyện tập cùng con. Rồi. Xin chào hiệp sĩ. Chào con. Con biết chú đi đường này cho nên con ra con chờ. Vậy hả? Hay quá ta. Đến đón chú luôn. Đúng giờ luôn. Để thưởng cho con, chú sẽ dẫn con tới một nơi, sẽ huấn luyện con trở thành lính cứu hỏa. Giây thế mặt xong đồ bắt đầu. Xong. Hay quá, còn 3 giây nữa. Lính cứu hỏa. Dũng cảm. Con thấy thế nào? Rất là vui. Vui hả? Nhưng mà con có thấy là mình vẫn còn một chút xíu đã hơi chậm chút không? Giờ mình đi tới địa điểm làm thiệt. Đây, đến nơi rồi. Con biết đây là đâu không? Chắc là sở cứu hỏa. Dạ, chào. Chào em. Chào chú, con tên là Ngô Quang Huy. Bé Huy có một ước mơ. Đó là ước mơ gì nhỉ? Dạ, là một người lính cứu hỏa. Thì từ sáng giờ là bé đã tập luyện rất là nhiều rồi. Tập luyện ở một cái nơi mà người ta mô phỏng lại cho những bé thiếu nhi tập làm lính cứu hỏa. Nhưng mà là một người lính cứu hỏa thật thụ như thế nào thì bé Huy chưa biết được. Cho nên là em dẫn bé Huy đến đây. Thôi mời con vô phía sau. Nơi mà cán bộ chiến sĩ tập luyện. Nếu mà con làm chiến sĩ trái là trước tiên con phải biết cái rải dòi cơ bản. Thôi vậy nha. Đầu tiên là sửa dòi trước. Mình muốn rải dòi được đẹp thì mình phải sửa dòi. Đây là cách chú sửa dòi. Sau khi mà mình sửa dòi xong thì mình sẽ tiến hành mình rải dòi. Không có gồng nha. Đây là dai mình buông lỏng thôi. Mình đưa nhẹ lên thì con dòi sẽ đi hướng mình cũng quòn. Hiểu chưa? Con hiểu chưa? Sao căng thẳng quá vậy? Mới rải dòi thôi mà căng thẳng quá vậy? Con thấy con dòi nó nặng. Nè, bây giờ con tập đi. Rồi con nắm ở đây đi. Nè, qua chú.
Cố lên, cố lên, cố lên. Để xuống, chú đỡ cho, chú đỡ cho. Nặng thì để xuống ha. Rồi, để xuống ha. Rồi, để xuống. Chào mình sẽ đưa dần tiếng mình. Chuẩn bị. Đúng rồi. Đánh từ lắc nhẹ thôi. Lắc mạnh lên. Mới quăng vòi thôi đó. Mới chỉ mới quăng vòi, mới chỉ rải vòi thôi đó mà đã thấy nặng vậy rồi. Quy cầm lăng này để mình tránh khói ở trên và mình tiếp tục chữa cháy. Được. Nhưng vô vào. Mông đặt lên. Lăng. Mắt mình tập trung vào hướng trước. Mình phải giữ cái lăng trước khi mình nằm xuống. Giữ cái lăng đẹp này. Thẳng vuông góc. Đặt chân ra con. Mắt mình hướng về vị trí phun. Mình phun cao, phun thấp là do mình điều chỉnh cái lăng. Ngoài vụ chữa cháy ra, thì vụ đầu tiên quan trọng của chú là cứu người. Cách cứu thì có nhiều cách cứu, nhưng mà chú chỉ hướng dẫn con một vài cách cứu cơ bản thôi. Cách cứu đầu tiên cơ bản chú hướng dẫn con đó là bế nạn nhân. Bế nạn nhân, sốc nạn nhân dậy, kê một chân một sát nạn nhân. Nhằm này là mình tựa nạn nhân, không cho nạn nhân bật ra sau. Sau đó mình lòn hai tay vào hai đầu gối nạn nhân và bế nạn nhân lên. Lên. Và bỏ nạn nhân. Một, hai, lại. Đó. Phải. Thắng. Phân công xe. Chạy số. Chí Thành. Có. Chí Danh. Có. Chí Nam. Có. Chí Huy. Có. Xe CD. Chụp Chí Danh. Có. Thì cho ban sáng không chí, có ý kiến không chí? Không. Nếu không có ý kiến khác. Cả Duy. Duy. Theo vụ phân công lúc này. Về kiểm xe, kiểm tra phương tiện, chiến đấu. Thì sao? Quay. Giao quyền lại cho tiêu trưởng cất xe. Ủa chú cái này gì vậy chú? Mày không? Cái này là gì? Cái này là cái khóa mở vô hút. Là cầm hai cái kia mình siết lại cho nó cứng. Tại áp lực của xe nó rất là mạnh, nhiều khi nó bung ra mình siết lại cho cứng. Đây là mình coi như là một cái khóa. Giống như một cái ruby đen cái nước mạnh nhạ. Khi con cần thì con mở nước ra. Nước mình sẽ theo cái đường dòi này. Như thế này. Lăng. Đây gọi là súng. Nhưng mà mấy chú gọi là lăng ha. Chút chiến đấu thì là lăng. Thứ gì chẳng khung á. Khung khung thì rất đặc nè. Để khung xa. Ồ, chú thở bình thường. Khi mà chú đó, chú mang này để vào đám cháy, chữa cháy. Nó cung cấp cái dưỡng khí cho mình. Nhưng mình thở như thằng lặng như này, chú đó nói cho con ha. Không vừa hơn. Trời ơi, sao bụng chú đeo vừa, bụng con đeo không vừa. Trời ơi. Rồi. Vào. Rồi. Bây giờ chưa? Dịnh nha. Thấy chưa? Con không mang vô sao con thở được? Đúng không? Con mang vô đi con thở. Khi con mang vô thì con mới thở được. Sợ phải không? Sao sợ? Nhưng con hỏi sao sợ? Thôi, không để gì làm để cho máu học từ từ. Lớn giờ lính cứu hỏa rồi sẽ học. Rồi, thả mình nha. Kg cộng cộng lại là 300 kg, có thể chữa được 300 kg. Wow. Ồ, nhìn được bên này luôn nè. Mây rất là mạnh. Wow. Wow, wow. Bậc thề của mình ấy, thường thường là cái này là bậc thang là tốt nhất đó, về người ta được sửa xuống đó như thế này. Wow. Hoặc là mình đưa cái thang vỏ ra được, mới sao là cái cạnh của mình á, cái vỏ thang nó phải tiếp cận vô một cái thành nào đó thì nó sẽ để cho cái này nó xuống cho nạn nhân ta leo lên. Đây là một cái lăng giá, nói chung nó không khác gì một cái lăng mà con cầm bình thường á, nhưng một thứ khối lượng tích nước là lớn hơn và nó bắn xa hơn. Nãy giờ là thấy mình con đã làm qua gần hết mấy công việc của mấy chú cảnh sát phòng cháy chữa cháy rồi đó. Con thấy sao? Vui. Vui hả? Vui vậy thôi hả? Mệt. Mệt. Nhưng mà nãy giờ mấy chú chỉ mới làm có một chút xíu à, không có làm nhiều đâu. Cái nghề của các chú đây á là đòi hỏi là dẻo dai và đòi hỏi sức bền. Tại vì khi mà xảy ra một đám cháy, nhiều khi nó chúng ta chữa cháy nhiều khi cả là 12 tiếng đồng hồ, cả ngày cả đêm luôn. Đó thì chúng ta phải đòi hỏi là chiến sĩ chữa cháy có một sức khỏe rất là dẻo và bền đó, để mới đảm bảo được cái công tác mà chúng ta chữa cháy trong ngày. Cảm ơn chú Tha đã giúp con tập luyện cả một ngày. Là một lính cứu hỏa cũng không có dễ đâu đúng không? Nhìn trên phim thì thấy đơn giản lắm, tới đây mình mới thấy
công việc của một người lính cứu hỏa còn phức tạp hơn vậy nhiều. Con thấy mình cũng chưa trở thành một người lính cứu hỏa thật sự cho lắm. Tại vì con thấy mình chưa có đủ kỹ năng. Con sẽ về xin ba mẹ cho con học để trở thành một người lính cứu hỏa. Chúc mừng cho Quang Huy, bởi vì cuối cùng em cũng đã thực hiện thành công ước mơ của mình. Và đặc biệt là ngày hôm nay, em cũng đã có những trải nghiệm hết sức thú vị đúng không nào? Các em thấy không? Muốn trở thành một người lính cứu hỏa quả thật là không đơn giản một chút nào. Cho nên, nếu như các bạn nhỏ nào có cùng ước mơ giống như Quang Huy, thì việc đầu tiên của bây giờ là chúng ta phải chăm chỉ nè, rèn luyện sức khỏe nè, ăn uống điều độ nè, học hành thật tốt nè. Đó chính là những bước ban đầu để cho chúng ta nuôi dưỡng ước mơ của mình về sau. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Chị Mai Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào khung giờ quen thuộc vào lúc 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào.